nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, trung tâm thể thao Viettel tọa lạc tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km. Được biết đến là một trong những lò đào tạo bóng đá chất lượng và uy tín nhất hiện nay. Là một cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Quốc phòng nên học viện này cũng được vận hành với kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội và mang trong mình một trọng trách quan trọng là kế thừa truyền thống hào hùng của thể công trong lịch sử. Các cầu thủ không chỉ tập trung rèn luyện thể thao mà còn được dạy văn hóa, đạo đức, thái độ ứng xử, duy trì tác phong sinh hoạt của người lính. Được xây dựng bài bản và chuyên nghiệp trên diện tích 18 ha với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng. Trung tâm thể thao Viettel được đánh giá có cơ sở vật chất hiện đại thứ hai Việt Nam hiện nay, khi chỉ xếp sau trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của PVF tại Hưng Yên. Học viện bóng đá này nằm biệt lập trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh, thông thoáng và được phủ mát với rất nhiều cây xanh. Không chỉ sở hữu một vị trí lý tưởng, nơi đây còn được xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, đáng để nhiều đội bóng mơ ước. Được xây dựng và thiết kế theo mô hình một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Đức, trung tâm thể thao Viettel có hệ thống 6 sân bóng đá 11 người, bao gồm 2 sân cỏ nhân tạo và 4 sân cỏ tự nhiên Bermuda đạt tiêu chuẩn của FIFA. Các sân còn được trang bị khán đài và hệ thống các phòng chức năng. Ngoài cơ sở vật chất cho đào tạo bóng đá, trung tâm này còn có các cơ sở khác phục vụ việc phục hồi cũng như giải trí và thư giãn cho các học viên và cầu thủ. Hồ bơi ngoài trời của học viện được thiết kế với 7 làn, đáp ứng 40 đến 50 học viên cùng luyện tập một lúc. Đây vừa là nơi để rèn luyện thể chất, vừa là địa điểm lý tưởng để các chàng trai thư giãn sau các buổi tập trên sân cỏ. Khu vực ký túc xá cho các học viên cao 6 tầng, trong đó có 86 phòng bao gồm 2 phòng chiến thuật, 1 phòng sinh hoạt chung. Còn lại là các phòng riêng của cầu thủ, mỗi phòng rộng hơn 20m², có từ 2 đến 4 người. Từng phòng một đều được trang bị nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi như điều hòa nhiệt độ, bàn học, tủ đựng đồ, phòng tắm, khu giặt và phơi đồ riêng. Ký túc xá có thể đảm bảo chỗ ở cho 180 học viên và cầu thủ. Phòng sinh hoạt chung với hệ thống máy vi tính, các bàn billard phục vụ giải trí. Bên cạnh đó là cụm 3 sân quần vợt cho cán bộ và các huấn luyện viên giao lưu sau mỗi ngày làm việc. Nhà thi đấu với sức chứa 500 khán giả, đây vừa là nơi tập luyện vừa là địa điểm thi đấu của các học viên. Khu vực phục hồi cho các học viên và cầu thủ bao gồm bồn sục nóng và lạnh với nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống là 14 độ C, phòng massage giúp các em thư giãn cơ thể sau mỗi buổi tập nặng nhọc. Phòng xông hơi được ốp gỗ thông với sức chứa 10 người. Phòng ăn của các học viên được bày trí khang trang, sạch đẹp, các bàn ăn được xếp gần nhau tạo ra một không gian thân thiện, gần gũi và thoải mái nhất. Được biết, các học viên ở đây đều có chế độ ăn đặc biệt khoa học và tùy theo giai đoạn như lúc tập không thi đấu, lúc thi đấu. Với chi phí dao động từ 180.000 đồng đến 300.000 đồng một người một ngày. Với sứ mệnh chinh phục trái tim người hâm mộ, trung tâm thể thao Viettel hướng tới tầm nhìn góp phần xứng đáng hiện thực hóa ước mơ đưa Việt Nam đến World Cup.